Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta dễ dàng xác định và ghi nhớ được vị trí của các hợp âm thế tay cao. Thì trong các video ngày hôm trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn các cái thế tay bấm khác nhau để chúng ta có thể xác định được vị trí của các hợp âm ở giữa cần đàn cũng như là cuối cần đàn, thì bạn nào chưa xem các video đó có thể tìm để xem lại. Thì ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn hai cái thế tay bấm, chỉ hai thế tay bấm thôi, chúng ta sẽ ghi nhớ được khá nhiều vị trí của các hợp âm nằm ở giữa cần đàn cũng như là cuối cần đàn. Thì trong loạt bài hướng dẫn về hợp âm thế tay cao này, tôi chia các hợp âm ra thành từng nhóm dựa trên các cái thế bấm giống nhau. Những hợp âm nào có thế bấm giống hệt như nhau thì tôi sẽ gom vào một nhóm để hướng dẫn các bạn ở trong một clip để các bạn có thể dễ dàng ghi nhớ và bấm được. Thì các bạn xem video này, đừng quên bấm vào đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để nhận những thông báo khi có clip sau, để chúng ta có thể dễ dàng xác định được vị trí của những hợp âm thế tay cao khác. Rồi, chúng ta đi vào chủ đề chính ngày hôm nay. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai cái thế tay, hai thế bấm để chúng ta có thể xác định được khá nhiều vị trí của các hợp âm 7 cũng như là hợp âm thứ 7 giáng 5. Thì ở phần đầu video tôi sẽ hướng dẫn các bạn thế tay bấm để chúng ta xác định chỉ một thế tay thôi. Chúng ta sẽ xác định được vị trí của một số hợp âm 7, và ở cuối video tôi sẽ hướng dẫn các bạn thế bấm để xác định vị trí của các hợp âm thứ 7 giáng 5. Đầu tiên là với cái thế bấm thứ nhất, chúng ta bấm như sau. Đó, các bạn bấm hợp âm đô trưởng. Ở đây bạn nào cũng biết rồi, âm đô trưởng, ngón bấm đây dây số 2, ngón bấm đây dây số 4 và ngón bấm đây dây số 5, bạn nào cũng biết rồi. Sau đó chúng ta bấm thêm ngón út. Chúng ta bấm thêm ngón út vào cái ngăn số 3 của dây số 3 đây. Đó, chúng ta sẽ có hợp âm đô 7. Chúng ta đánh từ dây số 5 xuống dây số 2. Đó, các bạn chỉ đánh từ dây số 5 xuống dây số 2 thôi để chúng ta dễ dàng suy ra các hợp âm khác. Thì từ đây chúng ta dùng thế tay này, các bạn để ý đây, ngón trỏ chúng ta bấm vào ngăn số nhất, ngăn số 1. Ngón giữa bấm vào ngăn số 2 và hai ngón còn lại chúng ta bấm vào ngăn số 3. Chúng ta dùng cái thế tay này di chuyển dọc cần đàn. Cứ ngón trỏ đi đến đâu thì hai ngón kia đuổi theo các cái ngăn như thế. Đó, cứ ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3. Đó, chúng ta di chuyển dọc cần đàn. Và chúng ta sẽ xác định được vị trí của các hợp âm 7 khác nhau. Và tên của các hợp âm này ấy, nó phụ thuộc vào cái tên của cái ngón chúng ta bấm ở dây số 5. Tôi ví dụ tôi dùng tại điểm bất kỳ, dừng tại đây. Thì các ngón đều xếp theo ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba. Ô thứ nhất là ngón trỏ, ô thứ hai là ngón giữa và ô thứ ba là hai ngón còn lại. Các bạn cứ để cái khoảng cách của các ngón nó y nguyên như vậy, các bạn di chuyển. Ví dụ tôi dừng tại vị trí bất kỳ đây. Đây tôi sẽ có cái nốt ở dây số 5. Nốt ở dây số 5 đây, đó là cái nốt mi, thì ta sẽ có mi 7. Đó, tên của hợp âm 7 này nó phụ thuộc vào cái tên của cái nốt ở dây số 5. Cái việc mà nhớ tên nốt này ấy, tôi có làm video hướng dẫn về việc nhớ vị trí nốt nhạc trên cần đàn siêu nhanh. Các bạn nào chưa xem có thể tìm để xem lại, nhưng ở đây tôi hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta ghi nhớ vị trí hợp âm này này. Đó, ví dụ như là cái mi 7 ấy, thì nó nằm ở vị trí chúng ta bấm giữa chấm số 2 và chấm số 3 đây. Chấm 1, chấm 2, chấm 3, cái chấm trắng trên mặt cần đàn các bạn. Chấm 1, chấm 2, chấm 3. Thì giữa chấm số 2 và chấm số 3 sẽ là mi 7. Chúng ta kéo tay về. Thì giữa chấm số 1 và chấm số 2 sẽ là hợp âm re 7. Chúng ta đánh từ dây số 5 đến dây số 2. Thì cái tên của cái hợp âm 7 này nó phụ thuộc vào cái nốt ở dây số 5 chúng ta bấm. Mà nốt ở dây số 5 đây, hiện tại là cái nốt này là nốt re. Chúng ta cứ kéo như thế và chúng ta sẽ có các hợp âm khác, ví dụ như pha 7, son 7, la 7. Chúng ta cứ kéo từ pha thăng 7, son thăng 7 rất là dễ dàng. Các bạn cứ kéo để cái ngón trỏ, cái ngón áp út này, ngón ở dây số 5 này, các bạn kéo. Ví dụ tôi muốn tìm hợp âm son 7, thì tôi kéo đến đây, đến dây số 5. Cái ngón ở dây số 5 này đến cái nốt son trên dây số 5, ta có hợp âm son 7 tại đây. Đó, hợp âm son 7. Và nếu ta kéo lên hai ngăn nữa, ta có la 7. Tất nhiên các bạn cứ đếm theo cung thôi, nhưng cách ghi nhớ của nó thì các bạn ghi nhớ nhanh, các bạn nhìn cái các bạn biết luôn là hợp âm gì thì các bạn xem lại. Tôi nhắc là các bạn xem lại cái video tôi hướng dẫn về nhớ vị trí nốt nhạc siêu nhanh trên cần đàn ấy, chúng ta chỉ nhìn là chúng ta biết luôn, chúng ta không cần phải đếm cung tinh tiến nữa. Đó, các bạn kéo đến vị trí bất kỳ, ví dụ tại đây ta có pha 7. Đó, cái tên của nó dựa vào tên của cái nốt ở dây số 5 chúng ta bấm. Đó, rất là dễ dàng thôi, chúng ta chuyển sang thế tay bấm số 2. Thế tay bấm số 2 thì các bạn làm như sau. Các bạn bấm các ngón như sau. Ngón trỏ chúng ta bấm vào dây số 5. Đó, ngăn số 2 của dây số 5. Ngón giữa chúng ta bấm vào dây số 3, ngăn số 2 của dây số 3. Đó. Ngón áp út chúng ta bấm vào ngăn số 3 của dây số 4. Và ngón út chúng ta bấm vào ngăn số 3 của dây số 2. Đó, tại đây chúng ta có hợp âm C thứ 7 giáng 5.
dây số 5 xuống dây số 2, chúng ta không đánh dây số 1. Thì bằng cái cách này chúng ta có thể dùng cái thế tay bấm như thế này, nó chỉ nằm trên hai ngăn thôi, hai ngón này, ngón trỏ ngón giữa nằm trên ngăn đầu tiên. Đó. Chúng ta bỏ qua cái ngăn này đi, chúng ta xác định D ngăn đầu tiên, D ngăn thứ hai. Đó, còn hai ngón còn lại bấm ngăn tiếp theo. Đó, hai ngón này thì dây 5 này, dây 3, còn hai ngón còn lại thì dây 4, dây 2. Đó, rất đơn giản như thế thôi. Các bạn có xì thứ 7 tháng 5. Thì cái tên của hợp âm này nó là hợp âm thứ 7 dáng 5, thì ta có thể dùng nó để xác định các hợp âm còn lại dựa theo tên của cái nốt ở ngón trỏ chúng ta bấm đây, ở dây số 5 đây. Thì cái dây số 5 chúng ta đang bấm vào cái nốt C thì nó là C thứ 7 dáng 5. Để chúng ta dùng cái thế tay này di chuyển dọc cần đàn thì cứ dừng tại một vị trí bất kỳ, ví dụ dừng tại vị trí này thì cái hợp âm này chắc chắn sẽ là hợp âm thứ 7 dáng 5, và cái tên của nó phụ thuộc vào cái tên của cái nốt mà chúng ta đang bấm ở dây số 5 đây. Đó. Nốt chúng ta đang bấm ở dây số 5, ví dụ tôi bấm tại vị trí này, cái nốt này là nốt R, ta sẽ có R thứ 7 dáng 5. Rất là dễ thôi. Chúng ta lùi về đây, thì cái nốt ở dây số 5, ngón trỏ này, ta có nốt Đô, thì ta có đây là hợp âm Đô thứ 7 dáng 5. Rất đơn giản thôi, các bạn kéo. Thì cái việc xác định tên nốt ở trên cái dây số 5 này thì tôi xin nhắc lại các bạn lại tìm lại video hướng dẫn nhớ vị trí nốt nhạc siêu nhanh. Các bạn chỉ nhìn là các bạn biết luôn đó là nốt gì. Ví dụ tôi kéo tại vị trí này ta có cái ở dây số 5 ngón trỏ chúng ta bấm đây là nốt pha, ta có pha thứ 7 dáng 5. Rất đơn giản như thế thôi, ta có mi thứ 7 dáng 5 tại đây. Đó, và ta kéo lên đây thì cái ngón chúng ta bấm ở dây số 5 này. Đó, ở dây số 5 ta bấm đây ta có nốt son thì ta có son thứ 7 dáng 5. Thì nó rất dễ dàng như thế thôi, bằng một thế tay các bạn di chuyển dọc cần đàn, các bạn có thể nhớ được vị trí của các hợp âm 7 và các âm thứ 7 dáng 5 rất dễ dàng. Thì các bạn xem video, còn thắc mắc gì thì để lại ý kiến dưới phần bình luận, tôi sẽ trả lời tất cả. Xin chúc các bạn thành công.